Ê, xin chào anh Bộ nha. Lên nào, mấy giờ? Lên nãy giờ cũng hơn nửa tiếng à. Rồi, bây giờ 3:30 ha. Nay có gió đẹp quá, em lên chuyến chơi. Đây, một con đuôi cá nha. Chơi sao đơn. Hôm nay mình thử nha, lần đầu lên thử con diều tre. Full tre thử coi thế nào. Mét 6 nha, đuôi lá. Cái gì mà mới 6 luôn hả? Mét 6. Chơi nha. Thử rồi. Ok. Kéo kéo về kéo. Ừ. Kéo thử ra. Rồi, đồng vắng ha. À, không đã quá không ai hết. Từ từ các bạn, rồi lên rồi lên đi các bạn. Nhiều đó lên đi các bạn, quá đã. Ngon lành. Ừ, ngon ạ. À. Quấn rối gì vậy? Ai quấn vậy giờ chết luôn rồi. Ở đảo lên các bạn, hiện giờ trời là 5 con nha, 5 con các bạn, 4-5 con rồi. Ở gió nó thằng con nè. Kêu quá đã luôn. Khi không học đâu rồi. Lên. Đó lên các bạn. Đó, quá mạnh các bạn. Đây, gió quá mạnh nha. Gió mạnh quá. Nên là đạo. Kêu gian kêu hết cỡ luôn, quá kêu luôn. Kêu quá trời. Ui. Gió mạnh quá các bạn, cốp cánh luôn. Quá trời. Ôi ôi. Cốp cánh luôn các bạn. Bốn năm con rồi. Nhóc nhiều luôn. Đơn giờ là 2-5 con. Có 1 con nhiều 6 mini. Đó. Đó, gió quá là lạng hay bạn. Đó. Vì của anh Bột nha, đó giờ là nhiều anh Bột. Giang kêu rất là dữ. Giang kêu rất dữ. Quậy, rất quậy nha. Quậy vì giang kêu mới quá dữ. À, đâu. Ôi ôi được kêu. Quá kêu. Kêu khủng khiếp luôn. Siêu quậy.
À, vừa anh bột siêu quậy luôn nha. Đó, quậy mà kêu ăn kêu quá dữ. Đó, đó, đó. Quá trời quậy. Hết hồn quậy chưa? Kêu quá là kêu luôn. Kêu hết hồn luôn. Bên kia thì có con coi như sáu. Sáu mà có một sáu đơn rồi kêu nó bé rất bé. Buổi chiều mát mẻ nha các bạn. À, đây là dịp của anh Khương nha. Chuẩn bị lên. Vừa là dịp Khương. Chuẩn bị lên nha. Siêu phẩm. Alo. Kiều ra giang kiều dữ quá. Phá lên luôn. Đổ gió lùm ra. À, tên trời hiện bây giờ là 5 con. Wow. Ôi, một kiểu ghê chưa? À, vì một kiểu quá dữ. Giờ 5 con. Ghê, ghê không, ghê không? Đó, ghê chưa? Ra ngoài kia đứng phóng lên, ngay gió đùng đùng quá mà. Gió đùng đùng ở đó, cho xả tới ngoài phóng lên. Đúng. Đùng quá không? Thế gió ở đó quá trời rồi đó kìa, ra đứng phóng ra đó kéo hơi lên luôn. Ra ngoài gốc cây, ngoài đời cây gió nhóc luôn. Như ở đây khuất. Đó, tới á, cho tới á, cho tới á. Nắng quá. Tới. Lư gì quá. Còn thằng mập nó teo ta. À, phong á. Kiều nhô thò lội đó. À.
Dây này cứng luôn, cứng dây mà nó bị dùng, dây này to hay to. Hay to, thợ gì mới sao dây này hay to, bạn ly ba mới to. Bị dính gì sáu bài được hay là vô lên vô lên rồi ạ. Nó lên lại mà thằng Bảo nó kéo hồi giống mắt bằng gió luôn quá à. Đừng kéo đâu Bảo, nhử nó rồi cho cao lên, đừng kéo nữa, phải là cao chứ không cao. Thử nhiều đỏ rồi, nhiều đỏ thả lên rồi, nó không thả, bữa hôm thả rồi. Thế rồi nên tính lên thử con này coi biến cái xuống. Trời 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 trời. Rồi nó không lớn nhiều luôn à. Ê. Lên lại. Trời ơi. Này nó kéo nó không nhử. Cho nó mát mẻ chiều nè. Vừa anh em cột im không? Vừa đó thả bốn qua, qua thả lên nè. Biết hả? Kia hôm qua, kia. Đó hôm qua mưa. Đó à. Hôm qua nín hết nhà, nhóm hết trà đít. Làm nó nín chạy nha. Uống nước nhưng mà chảy hết rồi. Hết gió nữa. Ừ. Chảy dày quá. Thả cao lên. Giờ chiều là hết gió ạ. Mình thả cao rồi. Rớt nhiều kìa. Nhiều 3 kỳ á. Trời nó hết gió, nó rớt hơn lượt luôn. Ủa sao giờ hết 3 kỳ rồi? Đổ gió rồi. Không. Tại vậy xả tụng hết rồi. Không, không. Nó rớt một lượt hết luôn rồi. Rớt một lượt không? Hết gió rớt lượt. Nói chung một bận rớt hết luôn. Chào đại ca nay đi xe khác nữa hả? Nay đi Charlie. Charlie, xe nhà. Hút 3-6-9 giờ. Ê, những thành viên Thái Diều hôm nay đông không? Hút tay gơ chưa? Quay kìa. Hút cái đi kem chưa? Anh dạy, hút tay gơ chưa anh dạy? Anh dạy. Những người đam mê Diều. Tức bạc rồi á. Những tay chuẩn bị mặc áo sọc hả? Đó. Những thanh niên có một màu da. Dạ. Có nhiều. Một chim nhúm nhau luôn. Nào dướng à. Nãy giờ kêu đã lắm. Chim nhúm bốn đàn con chim nhúm một góc. Chỗ. Thank you.